họa sĩ Mai Trung Thứ là một trong nhóm tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam. Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Ông sinh năm 1906 tại Hải Phòng, trong một gia đình quan lại quyền quý. Năm 1925, ông thi đỗ vào khóa một trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, cùng lứa với nhiều tên tuổi nổi danh khác của hội họa Việt Nam như Lê Phổ, Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ. Trong những năm theo học, Lúc đầu Mai Trung Thứ theo đuổi chất liệu tranh sơn dầu, vẽ cảnh sinh hoạt của nông thôn Việt Nam thời đó. Về sau, ông chuyển sang vẽ tranh lụa, chất liệu đã tạo nên tên tuổi của ông. Năm 1930, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Mai Trung Thứ được bổ nhiệm dạy vẽ tại Trường Quốc học Huế. Tại nơi đây, tài năng vẽ tranh lụa của ông đã nở rộ. Hàng loạt các tác phẩm lụa của ông ra đời mà nhân vật trong tác phẩm của ông là những cô gái Huế dịu dàng, những khung cảnh hữu tình bên dòng sông Hương, những mái nhà cong của khu đền đài lăng tẩm, sáu năm sống và làm việc ở kinh đô Huế đã gợi cho ông những hình ảnh, những ký ức sâu đậm, đồng thời tạo cho ông chỗ đứng vững chắc trong nền hội họa hiện đại Việt Nam. Trong thập niên 1930, cùng với một số họa sĩ khác, Mai Trung Thứ tham gia trưng bày tranh ở nhiều nước trên thế giới, như ở Italia, Roma năm 1932, Milan năm 1934 ở Bỉ, Bruxelles năm 1936, ở Mỹ, San Francisco năm 1937 và ở Pháp nơi ông đến định cư sau này. Sau khi tham gia hội trợ đấu xảo Paris năm 1936, Mai Trung Thứ quyết định ở lại sống và hoạt động nghệ thuật tại thành phố được ví như kinh đô ánh sáng, nơi hội tụ các danh họa bậc thầy của thế giới lúc đó. Suốt mấy chục năm sống và làm việc tại thủ đô nước Pháp, Ông chủ yếu vẽ bằng ký ức về đề tài các cô thiếu nữ, các trẻ em Việt Nam, khung cảnh Việt Nam, những mái lá hay đền đài. Trong suốt cuộc đời sáng tạo của Mai Trung Thứ, nổi bật hai giai đoạn. Những tác phẩm cổ điển sáng tác tại Việt Nam những năm 30 và những tác phẩm ra đời từ Kinh Đô Ánh Sáng Ấn Tượng, Paris, nhưng đều nhất quán về chủ đề trẻ em và thiếu nữ. Tranh thiếu nữ của Mai Trung Thứ gợi nhớ một nét đẹp kẻo lả, duyên dáng, thủy mị với hình dáng mảnh mai, thon thả, yêu kiều, đặc biệt là đôi mắt. Ông diễn tả đôi mắt thiếu nữ mà nhiều người vẫn coi là cửa sổ tâm hồn thật đa sầu, đa cảm, ớt át. Nhân vật trong tranh của ông đều có đôi mắt buồn vô cớ. Tư lự mà những ai đã một lần xem tranh thiếu nữ của ông sẽ mãi mãi nhớ nhung. Từ những năm 1937, khi đã định cư tại Pháp, cho đến khi mất đột ngột năm 1980, những bức tranh thiếu nữ đẹp với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc vắng dần trên các tác phẩm của ông. Thay vào đó là những tác phẩm vẽ về tình mẫu tử, tình chị em. Gia đình vẫn mang nặng phong cách Á Đông nhưng đậm nét trang trí, rực rỡ, lắng động tình cảm của một người xa xứ luôn hướng về cố hương. Sống giữa kinh thành Paris tráng lệ với những danh họa khổng lồ của nhiều khuynh hướng mỹ thuật hiện đại như lập thể, biểu hiện, trừu tượng, dã thú song họa sĩ Mai Trung Thứ vẫn cốt cách Á Đông cổ kính, nhã nhặn trong diễn tả hình thể và màu sắc. Mai Trung Thứ đã tổ chức tại Pháp ba triển lãm cá nhân với chủ đề Trẻ em của Mai thứ năm 1964, Phụ nữ dưới con mắt Mai thứ năm 1967, Thế giới thơ của Mai thứ năm 1980. Đó là những triển lãm đánh dấu giai đoạn sáng tác của ông những năm ở Pháp với những đường nét hoa mỹ, ước lệ bảng màu nguyên sắc khi êm dịu, màu ngọc bích, xanh dương, vàng chanh, khi đậm sắc tím biếc, đỏ hồng, các đường nét được tỉa tót, gợi tả ý nhị, màu sắc gọn ghẽ, không chuyển tiếp đột ngột, ứ tràn khỏi đường viền hình họa. Chủ đề trẻ em cũng được Mai Trung Thứ thể hiện rất nhiều, ông vẽ những em bé Việt Nam trong trang phục lễ Tết năm mới, em trai, em gái đều mặc áo dài cổ truyền, vừa trịnh trọng, vừa giản dị. Vừa ngây thơ trong sáng, các tác phẩm thể hiện trên nền lụa một phong cách hội họa khác biệt, không ồn ào, vội vã, đường nét từ tốn, vờn khối nhẹ nhàng, ấm áp, đó là những nét tinh tế, dù vẽ trên lụa nhưng Mai Trung Thứ tránh độ nhòe mờ của hội họa Trung Hoa mà rất chú trọng đến nét vẽ. Sự phô diễn những nét thanh mảnh kỹ càng, tỉ mỉ đã tạo một phong cách riêng, rất khó lẫn với người khác, làm nên danh tiếng của ông những năm ở Pháp trong lịch sử hội họa hiện đại việt nam mai trung thứ ghi dấu như một trong những người giới thiệu mỹ thuật việt nam ra thế giới dù hơn nửa đời người sống xa quê hương nhưng ông đã làm hết sức mình những gì có thể cho sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật tại quê nhà những cuộc trưng bày các tác phẩm của ông tại nhiều triển lãm trên thế giới đã góp phần giúp hội họa hiện đại việt nam được biết đến nhiều hơn tại phương tây trung tâm hình thành nên các trào lưu nghệ thuật trong lịch sử nhân loại với tất cả những người yêu hội họa sẽ luôn dành một vị trí trang trọng và ngưỡng mộ cho một mai trung thứ yêu đời, lãng tử trong nền nghệ thuật tạo hình cận hiện đại Việt Nam.